Bản tin trưa ngày 18 tháng 12 năm 2023 thì hôm nay anh em có thấy là một phiên mà thị trường tiếp tục có được điều chỉnh sau khi mà phiên giảm cuối tuần vừa rồi diễn ra đúng không? Đấy, thì với phiên giảm này chỉ số đã xuyên thủng mốc 1.100 và đang đóng cửa ở mức 1.094.99 tương đương với mốc 1.095 của chỉ số ở thời điểm tại. Nhưng mà thấy áp lực giảm này thì anh em thấy nó chủ yếu nó đến từ các cổ phiếu nhóm trụ, nhóm trong VN30 như là VBank, Vietcombank, FPT, VCM, CDG nó chủ yếu vẫn là các cổ phiếu nhóm banh gặp áp lực giảm trên thị trường. Và với việc giảm điểm này chủ yếu phục vụ cho hàng phái sinh và những cái phiên vận động chán nản như thời điểm hiện tại, anh em thấy nó là một đặc sản của những cái tuần đáo hạn đúng không? Đấy. Thì chúng ta thấy là cổ phiếu trụ điều chỉnh nhưng mà các cổ phiếu mid cap chúng ta thấy khi mà nó về hỗ trợ thì gần như là hôm nay giao động biên khá là hẹp, có một vài cổ phiếu có xanh điểm, một vài cổ phiếu giảm điểm nhưng mà nó chủ yếu là biến động biên hẹp, chưa có biến động quá là nhiều. Đấy. Thì ngoài ra thì anh em thấy ở thời điểm hiện tại thì thị trường cũng đã có 3 phiên giảm liên tiếp, và nếu phiên hôm nay giảm ở phiên thứ tư thì em đánh giá là khả năng cao thì thị trường sẽ có một nhịp hồi phục vào đầu phiên chiều ngày hôm nay, khi mà phái sinh ở thời điểm hiện tại thì đang có một cái phân kỳ ở đường RSI ở khung 15 phút thì khả năng cao thì nó sẽ sớm có một nhịp hồi phục trong phiên chiều ngày hôm nay nhá. Còn chiến lược hiện tại thì cũng chia sẻ với anh em rồi, thứ nhất là cầm tiền thì kiên nhẫn theo dõi, tỷ trọng cao thì canh hồi phục hạ, còn tỷ trọng thấp thì sẽ đặt vào mức cắt lỗ an toàn để chúng ta có thể bán nhá. Ok, tạm biệt anh em.